Xin kính chào các bác. Em tiếp tục lên sóng máy lọc không khí. Em vừa về trong lô ngày hôm nay. Phải nói là cái lô hàng này về toàn máy đẹp các bạn. Con nào cũng long lanh, cành đào, vệ sinh, sạch sẽ, trắng trẻo. Một con VXE60 các bác nhé. Em bán 2,9 triệu. Máy rất là đẹp luôn. Kích thước thì các bác nói chung là không phải chê rồi. Phần nhựa trắng này trắng trẻo long lanh luôn. Vệ sinh rất là sạch. Đẹp, mọi thứ từ màng tạo ẩm cho đến màng HEPA đều đẹp. Con VXE60 dùng cho phòng khoảng 40m đổ lại. Công nghệ Eco Nano, đầy đủ tính năng, báo độ ẩm, các chế độ lọc không khí bù ẩm và lọc không khí tự do, lọc không khí tự động, điều chỉnh các cái tốc độ lọc. Các bác tắt đèn Eco đi, các bác sẽ bật được. Thế còn nếu bật Eco đây thì sẽ không chỉnh được. Máy đem ra đấu đổi điện 220V rồi. Bên trong ruột gan các máy phát ion các thứ trong này rất là sạch các bác nhé. Đã vệ sinh rồi. Máy thơm phức luôn. Đây. Một cái màng HEPA còn rất là mới. Màng zin các bác nhé. Cực đẹp luôn. Đây các bác này. Màng HEPA zin cực đẹp nhé. Các bác lưu ý là khi các bác mua tất cả những cái máy này mà màng zin các bác không thích, các bác có thể yêu cầu em thay màng mới. Đấy là được phép là như vậy ạ. Chứ màng zin này thì em lại lắp cho máy khác. Nhưng mà nói thật với các bác là màng zin này thì rất là hiếm đấy ạ. Không có nhiều màng zin để mà bán đâu. Đấy. Mặt trước thì là mặt nhũ các bác nhé. Đương nhiên cái mặt nhũ này thì cũng không tránh khỏi những cái xước sắt răm nhỏ đâu nhé. Vì nó là nguyên bản mà VXE60 này. Còn nếu muốn đẹp long lanh thì chỉ có cách là phun sơn lại. Đấy, nhưng mà con này phải nói cái chất máy cực đẹp luôn, rất là mới. Đúng chất hàng bãi luôn, không có mông má tút tít gì cả. Đấy, cực đẹp. Em để số 8 này. Bên riêng này là màng bình nước này. Cực đẹp, bình nước bù ẩm rất là to. Đấy, màng tạo ẩm long lanh coi, trắng tinh nhá. Cực đẹp luôn. Giá cả thì mặc dù nhập vào cao hơn đợt trước vì đợt này trong Sài Gòn họ cấm biên các bạn. Đấy. Họ cấm biên em nhập lại chấp nhận giá cao hơn nhưng vẫn bán cho các bác giá vẫn như xưa, rất hợp lý, 2,9 triệu các bác nhé. Đã đấu đổi điện 220V rồi, chưa có phí vận chuyển đâu ạ. Em bán đúng giá nhé. Ship hàng toàn quốc không bao ship. Các bạn xa mua thì nhớ đặt cọc trước em 500 nhé, nhận hàng kiểm tra rồi thanh toán nốt. Chào các bác.